Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Chí Tâm Quy Mạng Lễ U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Lạy Đức Từ Bi Đại Giáo Chủ, địa là dày chắc tạng chứa đủ, cõi nước phương Nam nổi mây thơm, rưới hương rưới hoa hoa vần vũ. Mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Người trời bạch Phật nhân gì thế, Phật rằng Địa Tạng đến thiên đường. Chư Phật ba đời đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Nay con sẵn có thiện nhân duyên, ngợi khen Địa Tạng đức vô lượng. Lòng từ do chứa hạnh lành, trải bao số kiếp độ sinh khỏi nàng. Trong tay đã sẵn gậy vàng, giọng ta cửa ngục cứu toàn chúng sinh. Tay cầm châu sáng tròn vình, hào quang soi khắp 3.000 đại thiên. Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Địa Tạng Bồ Tát thượng nhân, chứng minh công đức của dân Diêm Phù. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nguyện mây hương màu này khắp cùng mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật, tôn pháp các Bồ Tát, vô biên chúng thanh văn và cả thảy thánh hiền, duyên khởi đài sáng chói trùm đến vô biên cõi. Xong khắp các chúng sinh đều phát Bồ Đề Tâm, xa lìa những nghiệp vọng, trọn nên đạo vô thượng. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Lạy Đấng Tam Giới Tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện rộng, thọ trì kinh Địa Tạng, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe, đều phát Bồ Đề Tâm, hết một báo thân này, sinh qua cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp vi diệu rất sâu vô lượng, trăm nghìn muôn ức kiếp khó gặp. Nay con thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Phật. Nam mô U Minh Giáo Chủ hằng nguyện độ sanh, địa ngục vì không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại Bi Đại Nguyện Đại Thánh Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyển Thượng. Tham gia vào cộng đồng Địa Tạng. Phẩm thứ nhất, thần thông trên cung trời Đao Lợi. Ta nghe như thế này, một thổ nọ tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thuyết, tất cả chư Phật và chư Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức đại trí tuệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn, để điều phục chúng sanh can cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong, chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vần mây sáng rỡ lớn, như là vần mây sáng rỡ đầy đủ, vần mây sáng rỡ đại từ bi, vần mây sáng rỡ đại trí huệ, vần mây sáng rỡ đại bát nhã, vần mây sáng rỡ đại tam muội, vần mây sáng rỡ đại kiết tường, vần mây sáng rỡ đại phước đức, vần mây sáng rỡ đại công đức, vần mây sáng rỡ đại quy y, vần mây sáng rỡ đại tán thán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vần mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu, như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mây sấm lớn. Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời rồng quỷ thần ở trong cõi Ta Bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp nơi cung trời Đao Lợi. Như là
trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đâu Xúc Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Quả Thiệt, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh, trời Ma Hê Thủ La, cho đến trời Phi Tưởng, Phi Phi Tưởng Xứ, tất cả thiên chúng, long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lại có những vị thần ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác, như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông Trầm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ. Các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những đại quỷ vương ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác như Ác Mục Quỷ Vương, Đạm Huyết Quỷ Vương, Đạm Tinh Khí Quỷ Vương, Đạm Thai Noãn Quỷ Vương, Hành Bệnh Quỷ Vương, Nhiếp Độc Quỷ Vương, Từ Tâm Quỷ Vương, Phước Lợi Quỷ Vương, Đại Ái Kính Quỷ Vương. Các quỷ vương như thế đều đến hội họp. Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: Ông xem coi, tất cả chư Phật Bồ Tát và trời rồng quỷ thần đó ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Đến ta dùng Phật nhãn xem hãy còn không đếm xiết, số thánh phàm này đều của Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ đương độ chưa độ, hoặc đã thành tựu đương thành tựu chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: Từ thuở lâu xa về trước con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngại, nghe lời Đức Phật nói đó thời tin nhận liền, còn hàng tiểu quả thanh văn trời rồng tám bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau, dầu nghe lời thành thật của Như Lai nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ, dầu cho có lại vân đi nữa cũng chưa khỏi hủy bán. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu được sự không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Ví như bao nhiêu cỏ cây, lùm rừng, lúa mè, tre lâu, đá núi, bụi bặm trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, cứ một vật là một sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng, một hột cát là một cõi nước, rồi trong một cõi nước cứ một hột bụi nhỏ là một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả thập địa Bồ Tát đến nay, nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên. Huống là những thuở Ngài Địa Tạng còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Này Văn Thù Sư Lợi, oai thần thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau, nếu có trang thiện nam, người thiện nữ nào nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng vái lại, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhẫn đến vẽ, khắc, đắp, sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời Đao Lợi, vĩnh viễn chẳng còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Này Văn Thù Sư Lợi, trải qua bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả tử. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nghìn phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế. Khi ấy, Đức Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng: Muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này, cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa, độ thoát tất cả chúng sanh bị khổ nạn. Này Văn Thù Sư Lợi, trưởng giả tử nghe xong liền phát nguyện rằng: Từ nay đến tột số chẳng thể kiết xiết, chẳng kể xiết ở đời sau, tôi vì những chúng sanh tội khổ trong sáu đường mà giảng bày nhiều phương tiện, làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật Đạo. Bởi ở trước Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai,
Ngài lập nguyện rộng đó, nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp mà Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Lại thuở bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp. Trong thời tượng Pháp, có một người con gái dòng Bà La Môn. Người này nhiều đời chứa phước sâu dày, mọi người đều kính nể. Khi đi đứng lúc nằm ngồi, chư thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo thường khinh khi ngôi Tam Bảo. Thọ ấy, mặc dầu thánh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiến, nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy chết, thần hồn sa đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quấy mà sanh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Trong một ngôi chùa kia, thấy hình tượng của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương đắp vẻ oai dung đủ các tôn nghiêm, thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sanh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đủ tất cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời, thì khi mẹ tôi khuất, tôi đến bậc hỏi Phật, chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào. Nghĩ đến đó, thánh nữ buồn tủi, rơi lệ chăm chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng, thánh nữ đương khóc kia thôi đừng có bi ai quá lắm. Nay ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng, đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm, không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sanh vào chốn nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng, ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi đang chiêm bái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mãi đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy, một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại rồi bạch cùng trên hư không rằng, cuối xin Đức Phật xót thương bảo ngay cho rõ chỗ thác sanh của mẹ con, nay thân tâm của con sắp chết mất. Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng, cúng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Lễ vật xong, thánh nữ liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, trải xuống một ngày một đêm. Bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy rảo bên này xua đuổi bên kia, thấy những trai cùng gái số nhiều đến muôn, đến nghìn muôn, thoạt dìm thoạt nổi ở trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ dạ xoa hình thù đều lạ lùng, hoặc nhiều tay, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu, răng nanh chỉ ra ngoài miệng bén nhọn dường gươm, lùa những người tội gần thú dữ, rồi quỷ lại chụp bắt người tội, túm quắp đầu chân người tội lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy, thánh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ, có một quỷ vương tên là Vô Độc, đến cúi đầu nghinh tiếp hỏi thánh nữ rằng, hay thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chốn này? Thánh nữ hỏi quỷ vương rằng đây là chốn nào? Quỷ vương Vô Độc đáp rằng, đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng, tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Vô Độc đáp rằng, thì có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng, nay tôi làm sao có thể để đến được chốn địa ngục đó? Vô Độc đáp rằng, nếu không phải sức oai thần cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra ác không bao giờ có thể đến đó được. Thánh nữ lại hỏi, nghiên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục như thế và có những người tội cùng với các thú dữ? Vô Độc đáp rằng, những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết. Trong khoảng 49 ngày, không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho. Lúc sống, kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả.
Vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm lấy khổ báo ở địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cách biển này 10 muôn do tuần về phía đông lại có một cái biển. Những sự thống khổ trong biển đó sắp bội hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là những nghiệp nhân xấu xa của 3 nghiệp mà cảm bời ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là 3 cái biển này vậy. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương Vô Độc rằng địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp rằng trong 3 cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bậc kế đó có 500 chỗ, đủ không lường sự khổ sở. Bậc kế nữa có đến 1.000 trăm cũng đầy không lường sự thống khổ. Thánh nữ lại hỏi đại quỷ vương rằng, thân mẫu của tôi mới khuất gần đây, không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Quỷ vương hỏi thánh nữ rằng, thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống, quen làm những nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng, thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp xong rồi chẳng kính. Dầu khuất không bao lâu mà chưa rõ đọa lạc vào đâu. Vô Độc hỏi rằng thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiệu là Duyệt Đế Lợi. Vô Độc chắp tay thưa thánh nữ rằng xin thánh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Duyệt Đế Lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận, vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp, thờ Đức Giác Hoa Tự Định Tự Tại Vương Như Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ, đồng đẳng thác sanh cả. Nói xong, quỷ vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bấy giờ, thánh nữ dường chiêm bao chợt tỉnh, rõ biết việc đó rồi bèn đối trước tháp tượng của Đức Giác Hoa Đền Tự Tại Vương Như Lai mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng tôi nguyện từ nay dẫn đến đời vị lai những chúng sanh mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng đó được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng quỷ vương Vô Độc trước đó nay chính ông Tài Thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Ha ha ha, Bổn Sư Mô Ni So ha ha.